Xin chào các bác nhá. Hôm nay nắng đẹp lên rồi thì em lại quay được video nói chuyện với các bác về cái chuyện chăn nuôi con lợn rừng này. Thì với cái lợn cái hoặc là lợn thương phẩm thì em cũng nói khá nhiều video về cái thời gian tăng trưởng hoặc là cái thời gian phối giống của con lợn nái như thế nào và cái cách nuôi, cách chăm sóc khi nó mang thai và nó khi nó đẻ. Còn về với lợn đực á thì cái video hôm nay là video đầu tiên để em nói đến. Thì trong chăn nuôi á thì lợn đực với lợn đã cái nó quan trọng như nhau các bác ạ. Nhưng mà lợn đực thì mình ít chú ý hơn, bởi vì trong trang trại mình chỉ nuôi khoảng 1 đến 2 con để làm giống thôi mà, chứ mình không có nuôi nhiều. Cho nên là mình không để ý đến, nhưng mà thực sự nó cũng rất cần thiết đấy. Bởi vì con giống của con bố nó đẹp á thì con nó cũng mới đẹp được. Chứ các bác bảo là cái lợn nái này có lai rừng thì sao rồi các bác cho phối với cái con lợn đực mà nó không ra gì á, thì cái chất lượng của nó là nó sẽ bị hao đi xuống. Ví dụ như là nó kết hợp với nhau nó sẽ được 50% nó máu bố, 50% máu mẹ, mà con mẹ của nó là rơi vào tầm 75-80% máu rừng. Mà bây giờ các bác cho lai với một con lợn đực nó chỉ có khoảng tầm 50% máu rừng thôi, thì con của nó sẽ được thừa hưởng là 25% máu rừng của con bố và khoảng tầm 35% máu rừng của con mẹ. Thì lúc đó thì nó cũng chỉ khoảng được trời khoảng tầm 70% máu rừng thôi. Và đến cái thế hệ tiếp theo, tức là cái thế hệ F3 của nó đó, nó lại bị lùi xuống nếu mà các bác lai như thế. Thì để chọn một con lợn rừng đẹp, con lợn rừng nọc á, đẹp á, thì cần các yếu tố như sau. Với các bác đã có kỹ thuật thì các bác có thể là gọi là tự lai lấy để cho nó gọi là có cái con mà mình ưng cái bụng nhất ấy. Thì việc đầu tiên á là mình cần thiết á là đầu tiên là chọn những cái con giống nó hợp lý, không bị cận huyết. Thứ hai là cái đặc điểm ngoại hình của nó thì em đã trình bày trên rất nhiều các video rồi. Nhất là tai nhỏ, thứ hai lông bờm dựng, thứ ba là gọi là chân nhỏ, mình dài thon, bộ phận sinh dục phát triển không bị trắng chân trắng móng hay là có đặc điểm gì khác với cái màu lông của con lợn rừng á. Và cái đặc điểm trong cơ thể của nó là ít nhất thì mình phải có được con lợn đực mà nó lai khoảng tầm 20% thôi, có nghĩa là 80% cái máu của nó là vẫn là máu rừng, còn 20% là máu của lợn đen. Hoặc là nếu mà ví dụ các bác chọn cái đời lợn lai Thái á thì các bác nên chọn cái thế hệ F1 á, tức là lợn đực giặc Việt Nam lai với lợn giặc Thái Lan á, thì nên chọn cái thế hệ F1 thì tốt nhất. Còn đấy là các cái đặc điểm bên trong mà các bác có kỹ thuật các bác nắm được rồi nha. Nhưng mà cái đặc điểm bên ngoài á thì nó mới quan trọng. Khi các bác nhìn á, bác nhìn con lợn đực của em này, tuy là dạo này nó cũng hơi béo một chút thì nó ít nái phối. Mà với con này thì nó em đã nuôi được 3 năm rồi đấy các bác ạ, thì bây giờ nanh của nó đã bắt đầu nó mọc dài ra thế này rồi. Thì với con này á thì em áng chừng nó rơi vào khoảng tầm 80-85% máu rừng và nó cho ra đời các thế hệ con cực kỳ tốt luôn. Cái đặc điểm của con của nó thì mình có thể là gọi là sau này mình loại á, loại cái đời ông bà này á, mình có thể là sử dụng làm nái hoặc là làm đực để gọi là bổ sung thêm trong trang trại của mình được. Về cái thời gian sinh trưởng của nó thì nuôi lợn đực này này các bác này, nuôi lợn đực cà này này nó khá là lâu lớn, bởi vì nó cần hoàn thiện các cái cơ quan trong cơ thể của nó. Với lại một cái nữa là nó nuôi á là lâu lớn hơn lợn cái một chút. Ví dụ là lợn mà hoạn á, lợn mà thiến á, với cái lợn cái thì nó tăng trưởng là 15 kg, thì với lợn đực này chỉ được khoảng tầm 10-12 kg thôi. Cái đó là theo em thấy nha bác nhá, chứ không phải là do ai nói đâu, và đó là bằng cái kinh nghiệm thực tế của em. Bởi vì á em hay nói đùa với mấy anh em chăn nuôi bảo là lợn đực cả này á, nuôi đa số nó ăn vào á, nó chỉ gọi là dành nuôi cái cà của nó thôi. Lúc nào cái cà của nó phát triển thì nó mới lớn được, chứ nó không có lớn nhanh như cái lợn thực phẩm hay lợn cái các bác ạ. Thì trong quá trình nuôi thì khoảng tầm
8 tháng đến 1 năm thì mình sẽ gọi là bắt đầu mình dùng được con lợn đó, mình dùng để gọi là phối giống được ấy. Thì lúc đó trọng lượng của nó sẽ rơi vào khoảng tầm 20 kg đi, 20 đến 25 kg. Thì lúc đó thì mình sẽ cho phối cái lứa đầu tiên được với những cái con lợn nái nhỏ khoảng rơi vào khoảng tầm 28-30 kg. Thì như thế thì mình sẽ thu được cái kết quả ban đầu là nó đẻ nó chưa được nhiều đâu các bác ạ. Bởi vì lúc này á, nó cũng, nếu mà ví dụ so với độ tuổi của con người thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm 15 đến 16 tuổi thôi mà. Thì cho nên là cái con của nó đẻ ra, thứ nhất nó cũng chưa khỏe lắm đâu, cái lứa đầu á, cái lứa, với lại thứ hai là cái đặc điểm nó hơi nhỏ, và thứ ba nó hơi ít con. Thường thường là nó chỉ sinh được khoảng tầm 4 con thôi. Với là cái đực lứa đầu á mà cho phối á, bởi vì cái lượng tinh của nó cũng chưa được nhiều cho lắm mà. Đến lứa thứ hai thì lúc này sau khi là khoảng tầm 4 đến 5 tháng, khi con lợn nái nó đẻ xong rồi nó nuôi con xong á, tùy các bác cho thời gian con lợn con nó ở với mẹ nhá. Nhưng mà thường thường ở đây em cho ở 1 tháng rưỡi, thì nó rơi vào khoảng tầm thêm khoảng tầm 5 tháng rưỡi đến 6 tháng nữa thì cho phối lúc lứa hai. Thì lúc này con lợn đực nó sẽ đạt trọng lượng rơi vào khoảng tầm 35 đến 45 kg tùy theo các bác nuôi. À mà trong quá trình nuôi ấy, các bác đừng có để cho con lợn đực nó béo quá nha các bác nhá. Nó béo quá thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng đậu thai của con nái đó các bác ạ. Bởi vì nó béo quá thì thứ nhất là nó sẽ bị sập nái khi mà nhảy với những con nái nhỏ hơn. Với thứ hai là cái chất lượng tinh trùng của nó không có cao, chỉ nên giữ ở mức bình thường thôi. Còn với cái con lợn đực của em đây á thì nái nó cũng đã to hết rồi. Và tuy là nó hơi béo một chút nhưng mà là cái con của nó ra đẻ ra thì cũng khá là nhiều. Thường thường là nái đẻ lứa 2 thì sẽ đẻ khoảng tầm 8 đến 10 con. Như thế là chấp nhận được rồi. Các bác nên giữ cho nó ở cái thể trạng bình thường để cho nó gọi là nó có kết quả tốt nhất. Với thứ ba nữa, cái này thì em nói riêng với các bác mới bắt đầu vô chăn nuôi thôi, thì các bác không nên chọn cái dòng rừng giặc hoặc là loại máu cao quá. Ví dụ như trong cái video mà em nói về cách lai á, thì cái loại lợn mà gọi là F4, F5 nó rơi vào tầm 95% máu rừng trở lên á, thì các bác chưa nên chọn. Bởi vì thứ nhất là hiệu quả kinh tế của nó không cao, do là máu nó cao quá. Phối thì theo em thấy là ngày trước em nuôi một con như thế thì không được nhiều con, chỉ được 3 đến 6 con là cùng thôi. Mà nuôi cái thời gian nó rất lâu lớn. Mình chỉ nên chọn cái loại mà nó gọi là vừa tăng trưởng nhanh một chút mà vừa lại đẻ sai. Thì cái loại đó thì nó rơi khoảng tầm 80 đến 85% máu rừng thôi là được rồi. Còn với các bác mà nuôi lâu á thì có nghĩa các bác nuôi là xong rồi cung cấp nái để gọi là thứ nhất là cho trang trại mình này, thứ hai là cho những bà con chăn nuôi khác, thì các bác nên có một con lợn đực gọi là giống thì cũng không cần giặc đâu, chỉ cần cái loại máu cao khoảng tầm 90-95% thôi. Thì khi mà mình có một con như thế thì mình cho lai với những cái con lợn mà cái mà tầm F3 thôi, thì nó sẽ ra những con mà có chất lượng con nó khá là đẹp để cho mình sau này mình làm nái. Ví dụ như là những cái con nái thế này thì thời gian sử dụng của nó sẽ rơi vào tầm 5-6 năm, thì lúc đó chả lẽ mình lại phải đi mua giống tiếp. Cho nên là mình phải cần có một con như thế nuôi, thứ nhất là làm cảnh này, thứ hai á là nuôi á thì sau này mình cho nhảy với những cái con nái nhà mình để tạo ra cái thế hệ tiếp theo. Và các bác nên nhớ là một điều là khi mà các bác chọn cái lợn đực á để ở thế hệ tiếp theo á thì cũng gọi là tránh cái tình trạng cận huyết ra nha các bác nhá. Cái tình trạng nó thì em nói rất nhiều rồi, nó gây, thứ nhất là gây sụt giảm cái chất lượng của con thịt này, thứ hai á là nó làm hao hụt cái sản phẩm của mình trong chăn nuôi. Bởi vì á đẻ ra thì nó không sống nhiều, mà thứ hai á là cái tốc độ tăng trưởng của nó thấp,
Và thứ ba á, là cái gen mà gen lặn á, nó có cơ hội để nó trỗi lên. Thì làm như thế làm cho các cái bệnh tật á, nó dễ dàng, nó phát triển hơn. Còn các bác muốn chọn ở trong trang trại ấy, ít nhất là phải chọn 3 đời trở lên. Ví dụ như là trong trang trại các bác có một con lợn F3 này, 80% máu rừng. Thì cái con của nó, con cái á, thì các bác có thể chọn làm nái ở thế hệ tiếp theo. Còn các bác để riêng ra một con cái riêng, xong rồi mình cho một con đực, đực rạc ấy, hoặc là đực máu cao á, mình nhảy. Nhảy thì sau này á, thì mình chọn những cái con đực có phẩm chất tốt thì mình nuôi lấy. Để sau này á, thì mình giữ giữ con đó lại để làm cái lợn phối cho nhà mình, hoặc là cung cấp ra thị trường. Thì đây chắc các bác cũng nhận ra rồi chứ, đây là cái con đực mà ngày trước em vừa bắt xong đấy. Con đực cà nhỏ nhỏ em vừa bắt xong đấy. Thì bây giờ nó cũng phát triển khá là tốt. Em vừa cho phối với cái con nái nhỏ này. Thì cái lứa đầu này á, thì em chỉ mong được khoảng tầm 3 đến 5 con thôi là được rồi, đạt rồi. Bởi vì cái lứa đầu mà bây giờ nó mới rơi khoảng tầm 17 đến 18 kg gì đó. Thì các bác nhìn cái đặc điểm của nó xem, nhìn cũng khá là được con này á. Con này thì nếu mà so với con giặc á, thì thua 2 bậc. Còn so với cái con máu cao tầm 95% á, thì thua 1 bậc hoặc 1,2 bậc gì đó. Thì nhưng mà cái lợn cá nhà em á, cũng gọi là đa số là toàn là loại 70-80% máu rừng. 80% máu rừng. Cho nên là em chỉ cần dùng cái loại lợn này thôi các bác ạ. Chứ em cũng không cần dùng cái loại mà máu nó quá cao hoặc là rừng giặc đâu. Biết là sinh con ra nó sẽ đẹp hơn đấy, nhưng mà mình nuôi nó khó, với lại thực sự là chưa có kỹ thuật cao. Và thứ hai, cái nữa là mình cần các cái độ tăng trưởng nó cao, với lại năng suất nó cao thôi, chứ mình chả cần mình phải là gọi là máu của lợn đực nó cao quá để gọi là mình còn làm kinh tế mà, chứ không phải là đấy. Còn với các bác nuôi lợn rừng giặc á, thì đa số là em thấy là chủ yếu các bác bán giống là nhiều, bán giống để làm cái thế hệ bị á. Còn em ở đây em nuôi thương phẩm là chính. Nên em chỉ cần dùng cái loại tầm bằng này thôi. Thì đấy là những cái chia sẻ của em về cái thời gian tăng trưởng và phát triển, và thời gian dùng được của lợn đực, và cái đặc điểm bên ngoài và cái đặc điểm bên trong của nó. Thì các bác ấy để lại ý kiến ở phần bình luận. Còn bây giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào các bác nha.